quá rồi. Ôi, 423 để tăng lực thì kinh rồi. Không biết có ăn được không? Xong rất nhanh gọn. Open. À, tiếp tục mở xem được mấy sao đây. Ui, 4 sao. 4 sao. Ui. Tiếp tục mở tiếp. Open. Này, mở cho vui thôi chứ con thua toàn đội 1 sao, 1 sao, 2 sao. Vision 2 sao. Đây còn một viên tinh thạch nữa. Một viên tinh thạch nữa. Thật là mở để nâng cấp. Ok. Quay ra update 4 sao vuông đã lên 786 điểm. Chưa update là 786 điểm luôn. Một nghìn điểm. Ok. Hết tinh thạch. Bây giờ 11 rồi. Thank you.
anh mở khóa Action 234. Ôi, mở đến 6 luôn. À đâu, 34 là mình chưa mở được. 2 thôi. Rồi mình làm nốt, mình mới có 87%. Mình làm nốt cái này. Đây rồi. Em đi vào 12 mình sẽ được thêm một chiến binh nữa. Em đi vào 11 rồi. Được rồi. Ma đầu. Chưa kịp ra cái tim chết rồi. Một điểm số quá lớn nên là nó chỉ ăn đấm mà nó bị chết từ khi chưa còn ra tự tin. Đánh với một cô làng. Chẳng hạn đánh với một cô làng. Cây cổ cổ. Rất hoàn tráng. Vẫn là anh xếp. Vẫn là anh xếp đi tiêu kiếm. Kim mạnh thật đấy, điểm số thấp hay mình điểm số cao mình đã ăn đấy chứ không ngờ với cái đống thủ kim vừa đó nó sang khả năng nếu bằng chỉ số là mình thua thì nó ra cóp ba đạn.
nhận này. Dễ dàng luôn. Cũng là 4 sao khác. Tên đại ca nào 3 sao không? Tên đại ca ấy 3 sao ấy. Được 2 viên tinh thần. Nói cho người vui nè. Xem nam còn một viên nữa. Ok. Trăm chín tám điểm. Còn rất nhiều anh hùng nữa. Rất nhiều. Okay. À, chúng ta tiếp tục với book 1 và season 2. Chapter 1. Bảng 2, 52%. Exit team. Hay là hay em này. Hay là cái ai. Hay em này. Ok. Ôi, em biết tin mình như vào 12 được 3 người rồi. Cho bạn này đây. Ok. 4 người rồi. Mình đã được 4 người.
ít 4 người nhưng như cả 5 mới thêm 1 người thứ 5. Ok, trận này chúng ta phải đánh bảng thêm. Gặp xoáy Rocket Legion. Điểm chỉ số sức mạnh là 311. Rocket Legion nhưng mà mình cần thêm một con cáo nữa. Đây đâu quá đơn giản đối với mọi người đi. Vui rồi, chưa kịp tung ra khi nào thì tóc chết rồi, trời lại chết rồi. Mình gặp siêu nhân trắng Rampon, siêu nhân trắng điểm thì sức mạnh 290. Rampon đã thi đấu với lại Vision. Bây giờ mình sẽ xuất hiện với Rampon tầm 2. Ôi Vision ok, Vision xuất chiến. Mình thấy Vision cũng không có chuyện gì đặc biệt lắm. Hãy đấu với Vision. Đấu với lại đối thủ khắc tinh thì Vision tăng thêm 2 đặc biệt. Không được ok rồi lắm. Vôi đê đấu với Alexa. Alexa như là nhân vật đầu tiên mình được sử dụng. Càng ngày các đối thủ càng mạnh. Ghost Rider. Bây giờ chúng ta gặp ai đây? Beth. Đây là người ma. Gặp Vision. Vision có ăn được không? Vision khá là yếu. Ui, bấm chất nổ chất đi.
Đúng rồi, mua chỉ đánh đá thôi, không có sự kim gì đồng đợt. Người quái. Người dư Black Panther và Vision ngang cơ, không ai tăng không ai giảm tỷ số. Có à chị ạ, có à chị ạ. Qua màn này. Và mở tinh thạch cho. Lại đập tinh thạch tiếp. Có tiền đập tinh thạch hơn. Tiền được trướng 2 sao, 3 sao, 4 sao, 3 sao đây. 4 sao, 3 sao. 4 sao rồi vậy thì quá đẹp. Ui giời ôi. 4 sao ai đây. À, căng ghét. Đang sao sao điện. Đang áp. Cứ để up tăng không biết là ở đâu rồi. Đây như là đây. Ui 7 sao. Dã man. 4 sao thì là cấp tinh. 7 sao nhưng dã man. Mình quên vừa không bật cho bạn xem là mình mở được form cũng có 2 sao nhé. Form 2 sao.
kho 2 sao chỉ cuối này. Đây, kho 2 sao chỉ số 157. Ok, chúng ta tiếp tục đến với lại bản 3 của chapter 2. Ok, mình đã lên nhìn vào 13. Mình tiên trước bộ đội của mình đã thay đổi. Vô đi. Khi mà gặp đối thủ mà cắt tinh thì chỉ số của các anh hùng sẽ bị giảm sút nhé. Mình vừa nãy vô đê tăng lên tận đến 1.300 điểm, trong khi đối thủ từ 300 giảm sút xuống còn hơn 200 điểm. Đây ví như đây 334 điểm khi mà gặp vô đê cân bằng vẫn 334. Ra đoàn rất nhanh thì rất phát không chậm như là anh hùng vừa đẩy, không chậm như là Vision. Vision mặc dù ra nguyên rất thì rất là nhanh, 350 điểm, 350 điểm sức mạnh Green Goblin. Anh chàng này có thể đáp thuốc nổ nha, đáp thuốc nổ. Giờ lên Robin dễ trên thảm bay rất nguy hiểm. Đánh liên tiếp, đánh liên tiếp. Hơi ẩu BD là đoàn rất dứt khoát, không để cho đối thủ kịp thở. Tiếp theo là ai đây? Ultron nhìn rất khủng. Trận này Void dường như là đấu từ đầu đến cuối trận luôn. 4 trận rồi. Trận này Void rất quân. Hơi đau rồi đấy. Hơi đau rồi đấy. Jacking. Còn 78% máu. Vô đê còn 78% máu. Gặp anh như nào đây? Mình rất bận rộn. 379 chỉ số sức mạnh Apocalypse. Tìm qua nhỉ, gặp Vision rồi. Tuy dần là khá là chậm nhưng mà đoàn đấm thì cũng rất là chất lượng. Không như nặng nề này. Cây âu được thuộc luôn. Tuy dần dần ánh mắt số tiền nữa. Ok, mình gặp 2 sao với 393 điểm sức mạnh. Nhưng mà khi gặp Storm của mình thì đã bị giảm sút xuống còn 358. Thì mình được cộng thêm điểm lên trở thành 1387. Vô cùng là cao luôn.
biết skin của em là như nào. KO. Quá sợ. Tôm, Tôm chính là người tạo ra bão tố. Mình đã nhớ được ra Tôm chính là người tạo ra bão tố. Trong dị nhân Tôm là người con mắt màu trắng và tạo ra bão tố. Đấy, đúng rồi. Tạo nhân vật quá chuẩn luôn. Tôm vẫn giữ nguyên sức mạnh là 1.153 đấu với lại 559 Abom Nation. Tổng hợp những nhân vật thằng Mavi. KO. Tôm win. Tôm một quả tóc rất bá đạo. Tóc chỉ có một dọc chạy ở giữa đầu thôi. Ok, mình đã hoàn thành 52% của bảng đấu 3. Mình sẽ đấu sang bảng dưới. Ok. Express. Một 53% sẽ hoàn thành nốt phần cuối. Đang hồn đã được hồi máu trở lại. Đây có hai đối thủ đấu nhau không? Vôi đi đấu với Stanislav. Vô đê mất 1% máu đã chuyển đi trong cái vít. Mình hơi bị đau họng một chút. Còn như là được bị cố màu xa. Đấu với hút rồi. Stone sẽ đấu với hút. Cân bằng điểm. Canagut là người thất điểm nhất trong bộ trong đội chiến binh luôn. Tấn tức cây âu tự đai luôn. Tôm win. Gặp ai đây? Nhân vật rất mới. Miss Marvel. Ô à. Chính là Marvel gặp Canagut. Canagut được tăng thêm khá nhiều điểm luôn. Tận 888 điểm lên đến 1192 điểm. Lên đến gần 300 điểm. Dã man. Đúng là sắc tinh như sắc. Đấm vài nhát đã chết rồi. Gặp Antiman. Vui đi gặp Antiman. Ok. Thank you.
xong. Tôi đi đánh rất khủng. Ok, mình đã nhận được thêm một tinh thạch nữa. Một khác mở để chúng tôi đã Alexander, nhân vật mới, có cái Vision. Tự xem skin của Vision này. À trời, thấy này. Mình để xem skin của bạn nó như nào thôi. Tiêu không cần đánh nhiều, thành ra hai lần sờ kim nghĩa là anh chàng tung cánh bay đã tăng quá vàng rồi, gặp boss rồi, có phải không? Người kia Captain Mavi gặp Stanagit. Stanagit tăng nhưng không đáng kể, không nhiều như lần vừa rồi. Chết, ta biết đánh rất đậm máu. Mặc dù điểm chỉ số bình thường của mình đã lên đi vào 14. Ok, gặp boss rồi. Vô đi, đấu với đại Amon Lan Sin. Đây ra skin bị hụt. Bây giờ skin chuẩn rồi. Tuyệt. Nhưng vẫn chết. Đã man thật. Một trăm phần trăm đã thông được bảng 3. Ok, open. Có 15 đá cần mở, mình sẽ mở hết luôn. 3 đá. Open 3 luôn. Ok, đấy tên nhanh, phải chờ đợi nhiều. Open 2 luôn. Ok, 2 anh 1 ca, 2 anh 2 ca. Open này. Open luôn. Open luôn. Bảy cái này. 7 luôn. Open luôn. Hết chưa? À, cho bạn yêu cầu kết bạn. Lại được một tinh thần nữa. Ok, lại được tinh thần rồi. Ba người gạ bạc. Giờ làm tiếp. 25 bạc.
Hết. Ơi. Yes now. Open. Open. Đó rồi là phải open, open, open. Ui rồi hai sao rồi. Chán thế. Black Green đâu? Buồn ghê. Nhiều quá, cứ 5 sao à? Cứ 5 sao. Lại 2 sao. Trời ơi. Đi gần 2 sao. Còn rớt. Cầm luôn. Ô cầm luôn. Ô cầm như được bao nhiêu vàng à? 6.400 vàng. Ô cầm tiếp rồi. Xin chào các bạn, tiếp tục với Marvel Champion. Thì chúng ta sẽ đấu tiếp chapter 1 của Action 2 bảng 4. Vẫn là team sẵn quá. Đang hot team nữa mọi người. Đang hot team đấy. Storm này, Void đi.
ít. Ôi, đợt này nó có 3 đường luôn. Trăm hai mươi ba đến 700 ghét luôn, nhưng mà đã gặp mình thì đã bị tụt xuống 380 rồi. Đấy chính là Zubini. Zubini đã đạt được 3 sao bạc khá là nguy hiểm. Đấu với này Vision 4 sao đồng. Đã chiến thắng một cách dễ dàng, bật 4.000 máu. Đấu với Iron Man, Iron Man 3 sao bạc. Iron Man đấu với Woody. Bá đạo hơn 445 điểm chỉ số thứ mạnh. Giờ này toàn gặp tướng chỉ số cao Odin Gobin đấu với lại Vodin 97%. Giờ đấy cứ đánh với ai được nhà đã mất 300 máu. Kết thúc của Vodin luôn là chiến binh có sức sát thương rất lớn. Vodin cũng rất nhanh nhạy. Phát đào Comic Ghost Rider. Ôi, kinh nhỉ. Sợ thật. Rider lên phiên bản mới. 3 sao bạc. Team của Canadip lên bạc. Canadip lên bạc thì nó rất là khác biệt. Team rất bá đạo luôn. À không phải, đây là Stan Network 4 sao đồng. Nhưng mà chiến binh cá của em rất mạnh. Tiếp tục đấu với lại Master 3 sao bạc, lần này toàn đấu với lại tướng sao bạc luôn. Storm, đấu với Storm. Storm rồi 300 máu. Chết luôn. A cùng tôm đánh quá khủng khiếp. Chưa kịp xà vào người của chị ấy đã toàn có toàn. Chưa đến quá. Lại gặp Rip Cobin này. 3 sao bạc. Canadip. Ơ, mắt ta. Ơ. Ngọc dòng đá chứ không ngọc. Ôi. Chỉ số 671 luôn. Dã man.
đâu đâu sợ anh vô lịch vô lịch ủa hồi máu à? À, khi hồi máu à? Hồi máu à? Nói chung là cũng gây trở ngại cho tôm không đáng kể. Mất 14% máu. Đã 5%. Thế là tôm à? Vừa nãy là mình đã đánh tôm rồi. Như qua được một lượt rồi, giờ lên lượt 2, 45%, vẫn là tin này. Thì bây giờ chúng ta đi nốt đường giữa, Super School, cánh tay cơ bắp. Đưa hàn trước rồi. Ôi giời. Trận này đã 3 đường rồi. 3 đường mới có kết thúc được cái chat này. Lại Apollo Vision gặp Vision. Mãi Vision mới ra đấu. Ai quá nhỉ? Đẳng cấp quá nhỉ? Tiếp tục nào. Bắt đầu quá rồi. Cái đường giữa này mình đoán là sẽ ngắn hơn Winter Slider. Nó sẽ ngắn hơn là đường trên và đường dưới. Tại vì là 100% là chia thứ 3 thì sẽ có 2 cái 35 và 1 và 2 cái 35 và 1 cái 30. Được, vào đây. Cám trưởng lại càng Phone. Hình như là đại ca Phone này mình có skin là dưới kia nữa từ mắt được rồi. Tôm còn có 8-9% máu rồi. KO. Việc ngay để đó quá nhiều máu rồi. Đúng
462 Fellowship và Vision gấp nhau 3 lần thì tiếp sức mạnh. Vision được 3 thành công. Wow. Đánh Vision ra bã đấy, nhưng mà không thua. Máu của anh quá trâu nên rất kỳ. Vôi đây trận này chưa xuất quân. Chắc chắn boss rồi. Biết ngay mà vôi đây chưa xuất quân rồi. Trận này gặp chiến binh mới nha. Anh chàng nông cũng nông ai u làm một trăm máu chết tung đi ô ô ô ô mất 200 rồi tự chết rồi đánh vô đê thì lại nhớ rồi mất có 200 máu anh đã không mất 100 máu luôn chẳng qua là sơ xuất để chặn hoàng. Ok, gặp boss rồi. 3 sao bạc Solix cũng gặp boss. Và lần này lại gặp Void D, chứ không gặp Storm như trận vừa nãy. Ui tốt đấy. Tránh tốt đấy. Ra bã luôn. Ra bã luôn. Ngồi đây đánh rất rắc. Đánh rác luôn. Ok. Sau 7% rồi. Còn 33% nữa không? Sau 7% tiếp tục luôn. Ta đảo tầng 40 chapter 2. Ta sao bạc Light Panther đấu với Storm. Sấm sét bão tố. Cô nàng bão tố. Ồ. Chỉ đấm không đã chết rồi. Tiếp tục vào. Bạn đang chẳng gì đây. Rất nhiều nhân vật lạ. Ta gần ghê luôn. Lại gặp Storm. Mình đánh ở trên PC mình đã quá không giống như đánh ở trên PlayStation. KO giết 2 chiến binh, mỗi chiến binh 200 máu. Ủa bên này hút, clip hút rồi. 3 sao bạc, clip hút. Clip hút đấu với Void. Hai bên đều người rất là đỏ. Và 18 được sao máu. Đánh liên tiếp luôn. Đánh liên tiếp luôn. Ôi. Trời. Cái team rào phép rồi. Rào phép rồi. Chết luôn đi.
chắc cũng không làm gì ta. 5 hit. Lại một đơn vật mới. Wun Fu. Toàn những anh chàng được tác giả Marvel sáng chế ra rồi cũng có cánh luôn. À, đánh cắt rồi, đánh cắt rồi. Người bằng sắt thì đã keng. Chết rồi. Mình thì còn lại gặp lại The Wind Pole. Cô nào có hai thanh kiếm xinh xắn nhưng đành phải chưa nhập. Cậy quốc kiếm, cậy quốc kiếm mà nhập luôn, không thể để các thương mình quá nhiều rồi. Gặp boss chưa? Chưa gặp boss. Lần này mình sẽ đánh dai dẳng, mình không cho sự im bá đạo nữa. Xem là đánh được bao lâu. Sun Post. Đấu với Vision. Lỡ. Ok. Đấu tay mùa này, ôi trời. Đánh quá đơn giản luôn. Nên là mình không ấn skin ấy. Và nhiên cho ghi dựng là đánh đấm bình thường. Mình cũng không ấn chuột. Ấn chuột là sẽ đỡ. Ok, đã gặp bot. Và đây là ai đã đánh bot này. Sang nick. Đấu với Polix. Đủ các nhân vật luôn. Đầu tiên là Storm, sau đấy đến YB và bây giờ sang hit đấu với mọi người. Dồn vào chân tường đánh ạ. Dồn vào chân tường. À được. Úi trời. Điên hoàng chức. Ok. Đã đảo đi ạ. 100%. Chẳng nhận được gì nào. Open.